Soi kèo, dự đoán Pháp với xứ Wales, 2:05 ngày 3 tháng 6 giao hữu đội tuyển quốc gia, đối đầu với dàn sao của đội tuyển Pháp, xứ Wales gần như chẳng có cơ hội nào để làm nên chuyện. Sự vượt trội về mặt đẳng cấp sẽ được đội tuyển Pháp thể hiện trong trận đấu đêm nay. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Với vị thế của những nhà vô địch thế giới, cũng dễ hiểu khi Pháp sẽ là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch Euro sắp tới. Didier Deschamps cùng các học trò cũng sẽ trên hành trình đòi lại đỉnh vinh quang sau khi đánh rơi trong trận chung kết trước Bồ Đào Nha 5 năm trước. Gọi trở lại tiền đạo Karim Benzema, Didier Deschamps sẽ có cho mình một chân sút chất lượng chia lửa cùng những Kylian Mbappé hay Antoine Griezmann trên hàng công. So với đội hình vô địch trên đất Nga hồi năm 2018 thì đội tuyển Pháp không có quá nhiều sự thay đổi. Ngoài việc bổ sung thêm những cái tên chất lượng như Thomas Lemar hay Kingsley Coman, xuyên suốt từ tháng 6 năm 2019 đến nay, Pháp chỉ phải nhận duy nhất một thất bại trước Phần Lan, thắng tới 14 và hòa 3 ở 17 trận còn lại. Sức mạnh của đội tuyển Pháp đã thêm phần khẳng định xuyên suốt từ vòng loại Euro đến UEFA Nations League và mới đây nhất là vòng loại World Cup. Trong khi đó, dàn sao của đội tuyển xứ Wales lại có một mùa giải với những thất vọng riêng khi những Daniel James hay Aaron Ramsey dành phần lớn thời gian ngồi dự bị, còn Gareth Bale lại không thể hiện được nhiều khi được cho mượn sang Tottenham. Đội tuyển xứ Wales cũng thường chơi không tốt trên sân khách khi chỉ thắng có 1/4 chuyến làm khách gần nhất. Mới đây nhất, thầy trò Ryan Giggs đã phải chật vật mới giành được thắng lợi tối thiểu trước Cộng hòa Séc. Kèo nhà cái Pháp với Wales được đá trên sân nhà nên dù có phải chấp kèo tới hơn một trái thì đội tuyển Pháp vẫn đang được đánh giá cửa trên. Khi mà Wales chỉ có thể hy vọng vào màn tỏa sáng cá nhân thì đội tuyển Pháp là một tập thể có giá trị đội hình đắt giá bậc nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại. Theo kèo, đội tuyển Pháp sẽ sáng cửa hơn rất nhiều. Soi kèo tài xỉu Pháp với Wales. Wales có thể tận dụng tốc độ của Gareth Bale hay Daniel James để tiếp cận khung thành đội tuyển Pháp, nhưng chắc chắn sự trở lại của Karim Benzema sẽ hứa hẹn vào một màn trình diễn vượt trội trên hàng công của gà trống. Cổ động viên hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một trận cầu có nhiều bàn thắng được ghi.